chào mọi người đến với Mimin Tarot, và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là mối duyên, tức là duyên nợ giữa bạn và họ là gì. Thì hãy suy nghĩ trong đầu một người xem là bạn muốn thắc mắc, muốn biết rằng là giữa bạn và họ là có cái duyên nợ gì nhá. Chúng ta có 3 sự lựa chọn như mọi khi, 1, 2, 3. Nếu như các bạn khó chọn quá, có thể chọn cho mình một con số 1, 2 và 3. Các bạn chọn trong 3 cái con số đó cũng được. 1, 2, 3 để xem cái mối cái duyên nợ giữa bạn và họ là gì. Còn nếu bạn không có một ai đó để mà suy nghĩ về thì hãy cứ lắng nghe thông điệp xem cái tụ bài này đang nhắc đến ai nhá. Rồi, và chúng ta đi cùng đến với tụ bài đầu tiên. Các bạn đến với tụ bài số 1, đây là trẻ bé chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là duyên nợ giữa bạn và họ là gì, thì hãy nghĩ trong đầu một người. Còn nếu như bạn không có ai thì hãy lắng nghe thông điệp. Mình thấy cái người có mối duyên nợ với các bạn là một người mà bạn rất là ghét. Có thể người này đã từng làm tổn thương bạn, đã giống như là có những cái hành động như là bóp nát trái tim của các bạn vậy. Người này là người họ đã rời khỏi cuộc sống của các bạn rồi, đã ra đi khỏi cuộc sống của các bạn rồi. Có thể chính cái sự ra đi của họ đã khiến cho bạn tổn thương, khiến cho bạn đau đớn. Đó có thể là một cuộc chia tay, đó có thể là một sự kết thúc một mối quan hệ nào đó. Thì mình thấy là mối quan hệ này là một mối quan hệ nó để lại cho bạn một cái cảm xúc gì đấy rất là sâu sắc. Nó vừa ghét vừa hận, nhưng nó cũng vừa yêu vừa thương, kiểu như thế. Và mình thấy là có thể bạn yêu rất là nhiều người, bạn đến rất là nhiều người, nhưng mà không có ai để cho bạn cái cảm xúc sâu sắc. Có thể đây là người đầu tiên cho bạn cái cảm xúc sâu sắc đến như vậy. Và chính bởi vì họ để lại cho bạn cảm xúc sâu sắc, cho nên là khi mà họ rời đi, họ bắt đầu thức tỉnh bạn. Bạn bắt đầu có một cái sự thay đổi rất là mạnh mẽ sau khi cái việc cái người này họ rời đi. Bạn cũng đau đớn quằn quại, nhưng bạn cũng vượt qua được và biết rằng là mình cần phải phát triển. Và đôi khi cái người này là cái người mà mồi cho bạn để bạn kiểu có một cái cuộc chuyển hóa lột xác, giống như là Phượng Hoàng Lửa ấy. Transformation ấy, cái quá trình chuyển hóa cực kỳ là mạnh mẽ đấy. Cái con Phượng Hoàng Lửa thì nó tự thiêu mình để nó trở nên đẹp hơn mà. Nhưng nó có đau đớn không? Nó có đau đớn, thì các bạn cũng như vậy. Cái quá trình phát triển của các bạn cũng phải trải qua đau đớn. Và khi trải qua đau đớn rồi thì các bạn mới nhận ra được những cái vấn đề này, vấn đề kia. Và mình thấy là cái người này này, look in the mirror này, thì mình thấy là bạn và họ giống như là cái tấm gương phản chiếu lẫn nhau, có rất là nhiều điểm khác biệt, nhưng mà cũng có rất là nhiều điểm mà các bạn cảm thấy nó hợp một cách kinh khủng khiếp ấy. Thế nhưng mà mình thấy là cái người này soi chiếu bạn, soi chiếu những cái vấn đề bên trong bạn. Đôi khi bạn thích điều gì ở cái người này thì cái phẩm chất đấy nó đã nằm bên trong bạn rồi. Đôi khi bạn ghét cái điều gì ở cái người này thì đó chính là thứ mà bạn ghét ở chính bản thân của các bạn. Thì mình thấy ở đây cái lời khuyên cho các bạn đấy chính là hãy buông bỏ cái người này đi, kể cả những cảm xúc thù hận, thương yêu hay là gì gì đó. Thì mình thấy là hoặc là bạn lưu luyến cái người này thì mình thấy là bạn cần phải buông bỏ đi. Mình thấy bạn vẫn còn một cái gì đấy lấn cấn. Có thể là một chân trước thì bạn bước lên phía trước, còn một chân sau thì các bạn vẫn cố gắng lùi lại, lán lại xem là họ có quay trở lại hay không. Đôi khi các bạn chờ họ không phải là bởi vì các bạn muốn quay lại với họ đâu, mà là bởi vì các bạn muốn thị uy, muốn ra oai với họ rằng là đây, ta đã quá là tuyệt vời, ta đã quá là ổn rồi sau khi mày đi, kiểu như thế. Thì mình thấy là bạn nên nghĩ ít thôi, sống đơn giản hơn một chút nữa, và nói chung là hãy tập trung vào cái hành trình của bản thân của mình thôi. Đó, để phát triển bản thân thì mình thấy đang có một cái phiên bản cực kỳ tốt của các bạn. Các bạn sẽ phát triển và đạt được đến cái mức độ đó. Các bạn trở thành nữ hoàng, trở thành vị vua trong chính cái cuộc sống của các bạn. Các bạn làm chủ mọi thứ. Và mình thấy ở đây cái sự thay đổi này, cái sự kết thúc của cái mối quan hệ này nó là cần thiết. Nó chỉ là một người này cũng chỉ là một người có một cái dấu ấn gì đấy cũng khá là đặc sắc trong cuộc sống của các bạn, nhưng mà họ chỉ để lại dấu chân thôi, chứ họ không để lại trái tim hay là gì đó với các bạn cả, nhưng họ chỉ để lại dấu chân thôi. Và mình thấy ở đây đôi khi các bạn bị trigger, đôi khi các bạn bị trigger bởi cái cảm xúc cũ này, bởi vì có thể là thông qua bạn bè của các bạn nói rất là nhiều. Họ kiểu dỉ tai, hoặc là họ kiểu thì thầm vào tai bạn là có chuyện này chuyện kia, rồi kể về cái người này người kia đó, khiến cho bạn cảm thấy bị trigger từ bên trong và các bạn suy nghĩ hơi nhiều một chút. Cho nên đôi khi cái tiến trình của các bạn nó bị chậm lại một chút, đó là do những cái vấn đề xung quanh. Nhưng mà hãy biết rằng những cái vấn đề xung quanh đấy nó chỉ đang khơi gợi cái vấn đề thực sự bên trong bạn mà thôi. Và mình thấy rằng là đã đến lúc để các bạn really và let go này, giải phóng và buông bỏ những thứ không cần thiết cho cuộc sống của các bạn nữa. Và hãy tin tưởng vào chính cái bản thân của các bạn. Mình thấy là bạn sẽ ngày càng trở nên cân bằng hơn, tốt đẹp hơn.
Và mình thấy là niềm vui sẽ tiếp tục đến với cuộc sống của các bạn. Very soon, mình thấy là có thể là trong tương lai rất là gần thôi, sắp tới bạn sẽ đón nhận một cái niềm vui nào đó cực kỳ là tuyệt vời. Và mình thấy là cho dù có cái chướng ngại vật, có cái khó khăn về mặt cảm xúc hay là những cái thị phi nào đó nó đến với bạn và cái mối quan hệ và những cái thứ đã qua này này, tức là giống như là một ai đó cứ cố khơi gợi lại quá khứ của các bạn để kiểu một là làm bạn đau, hai nữa là để làm tổn thương bạn, ba nữa là để kiểu xem bạn phản ứng, tò mò xem sự phản ứng của các bạn như thế nào ấy, thì mình thấy là bạn sẽ vượt qua được những cái điều đấy và các bạn sẽ buông bỏ được thứ cần phải buông bỏ mà thôi. Và mình thấy là bạn nên suy nghĩ ít thôi, không đừng suy nghĩ quá là nhiều về mọi thứ ở đây. Ok, rồi tiếp nha. Mình thấy là đang có ngọn gió của một cái sự thay đổi đang đến với cuộc sống của các bạn. Có thể bây giờ các bạn mới đang ở trong cái quá trình chuyển giao thôi, nhưng mà hãy biết rằng là cái quá trình này, cái tiến trình này các bạn đang phát triển đây này, để thay đổi bản thân mình theo một cái chiều hướng tốt hơn. Transformation đây, sự chuyển hóa đem đến sự phát triển, sự thay đổi về mặt tâm trí, về mặt suy nghĩ. Có thể lần đầu tiên các bạn biết đến cái khái niệm yêu thương bản thân của mình, lần đầu tiên bạn biết thế nào là một mối quan hệ cân bằng, mất cân bằng. Có thể là các bạn tìm hiểu ở đây ở kia và hiểu về những cái vấn đề bên trong bản thân của mình. Nói chung cái mối quan hệ này nó đến để thức tỉnh bạn, để có thể là bạn phải học bài học về tình yêu thương bản thân này, về sự cân bằng ở trong cuộc sống này, cân bằng giữa tình yêu, công việc, cân bằng giữa mọi khía cạnh ở trong cuộc sống. Và mình thấy là càng đi sâu hơn về cái hành trình phía trước, các bạn sẽ lại càng biết ơn, bởi vì ôi biết ơn quá bởi vì mình đã không đến với cái người này, và biết ơn quá bởi vì họ đã tới để thức tỉnh mình. Bởi nếu họ không thức tỉnh mình, họ không gián tiếp thức tỉnh mình, thì mình có lẽ là cũng sẽ không bao giờ phát triển được, không có bước phát triển được. Nhưng mình thấy là very soon, trong một tương lai gần thôi, rất là sớm thôi, mình thấy có thể là sẽ lấy lại cho mình cái sự cân bằng và có một cái niềm vui nào đó sẽ đến với các bạn đấy. Thế nên mọi thứ nó đang diễn tiến theo cái hướng cực kỳ là tốt đẹp. Attraction, yeah, love yourself first, khó sai đâu. Mình thấy cái bài học mà người này đem đến cho các bạn chính là bài học về tình yêu thương bản thân của các bạn, dạy bạn lại về cái việc đấy là quay về với bản thân, tập trung yêu thương, trân trọng, chăm sóc cho khu vườn bản thân của các bạn, để cho chim muông hoa lá bướm biết các thứ là bay về của cái khu vườn của các bạn mà thôi. Và mình thấy là đây là một sự thay đổi mới rất là tuyệt vời, đây là một sự đổi mới rất tuyệt vời. Cho nên mình ngay từ đầu mình đã cảm nhận mối quan hệ này sâu sắc. Bởi vì sao? Chỉ có những mối quan hệ nào đó đủ sâu sắc thì nó mới có thể gián tiếp thức tỉnh bạn. Và đặc biệt thường là những mối quan hệ tình yêu. Bởi vì nhiều bạn cứ hỏi là xuân xuất thất nghề tình yêu mà không có công việc thế. Nhưng mà thật ra tình yêu mình không biết các bạn sao, nhưng mà thật ra thì Mình thấy rằng là tình yêu là một cái gì đó, nó mang cái tính tác động đến con người cực kỳ là mạnh mẽ, cực kỳ là mạnh mẽ. Và tình yêu là cái cách nhanh nhất để giúp con người ta gọi là có những cái cảm xúc mạnh mẽ nhất, có những cái sự chuyển biến mạnh mẽ nhất về mặt tâm trí, về mặt quan điểm, mọi thứ. Thì mình thấy là cái bài học bạn cần phải học ở đây chính là bài học về love yourself first. Và cái người này dạy bạn điều đó. Cho nên khi các bạn bắt đầu hiểu hơn, sâu hơn về mọi thứ, rộng hơn về mọi thứ, bạn cũng sẽ bắt đầu không trách cái người này nữa. Đó, bạn cũng sẽ bắt đầu nhận một phần lỗi về bản thân của mình, rằng là trước đây mình cũng đã không yêu thương, trân trọng bản thân của mình, cho nên mình đã để cho cái người này làm tổn thương mình. Còn nếu như ngay từ đầu mình biết yêu thương bản thân của mình thì cái người này có thể là họ chỉ mới có một cái hành động gì đó sai thôi. Mình đã sắt đao cái người này rồi, đúng không? Nhưng mà bởi vì mình không biết yêu thương, trân trọng nên người này đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình, làm mình cảm thấy đau đớn, mệt mỏi. Đó, kiểu như vậy. Love yourself first, attraction. Không sai đâu, trời ơi. Và mình thấy là cái tương lai, cái thứ mà nó đến với các bạn ấy, nó chính là niềm vui, là cái sự cân bằng, là cái tình yêu thương bản thân của các bạn. Mình thấy đôi khi cái mối quan hệ này nó là một mối quan hệ rất là sâu sắc, đến cái mức mà có thể các bạn gần đi đến kết hôn, hoặc tính đến kết hôn, hoặc một trường hợp nữa là các bạn đã kết hôn với nhau nhưng hai người đã kết thúc cái mối quan hệ này. Và như mình nói là nó cũng phải rất là sâu sắc đấy, thì nó mới cho bạn được cái điều này. Đôi khi các bạn phải tính đến kết hôn thì đó với nhau rồi, xong rồi đùng một cái thì nó toang đó. Nên cái mối duyên nợ này giữa hai người đấy là họ gián tiếp đến để thức tỉnh bạn, để thức tỉnh bạn, để đánh thức cái con người thực sự bên trong bạn. Mà bấy lâu nay có thể là các bạn làm mọi thứ nó bằng bản năng nhiều quá, nó thiếu đi cái sự hiểu biết về mọi thứ ấy. Cho nên bởi vì chúng ta không biết nên chúng ta phải học thông qua những cái trải nghiệm này kia.
Đó, bây giờ mình sẽ rút thêm một lá nữa cho các bạn nhé, xem lời khuyên nhé. Lời khuyên dành cho tụi bạn. Mình thấy đây là một motif nó rất là quen thuộc với rất là nhiều bạn. Mình nghĩ rất là nhiều bạn cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này, cái khoảnh khắc này, những cái thứ này thì bản thân của mình cũng đã trải qua đúng như cái tụ bài này rồi. Và bây giờ thì mình cũng đã khác rồi. Và mình nghĩ là các bạn cũng như thế. Nhiều bạn thì đây chỉ giống như là một cái câu chuyện kể lại, còn có những bạn thì đang trải qua đó. Nhưng mà mình thấy là có thể phần lớn các bạn đang trải qua cái giai đoạn mà chưa buông bỏ được cái người này. Buông bỏ ở cái mức độ là sao? Tức là có thể bạn không cần người này quay lại nữa, không cần yêu bạn nữa, nhưng mà bạn còn một cái gì đấy hận người này, ghét người này, dằn vặt, muốn dằn vặt cái người này. Cái điều quan trọng nhất lúc này đó là lùi lại một bước và dành thời gian một mình. Thời điểm vừa qua bạn đã tập trung quá nhiều vào những thứ bên ngoài. Thời điểm tiếp theo chính là lúc để các bạn dành cho chính bản thân của mình. Đó. Đây giống như cái cô này. Đây cũng là gì? Và mình và các bạn biết không, mình thấy là very soon, rất là sớm thôi, bạn có một cái tin gì đấy rất là vui. Nhá, mình thấy là như vậy. Và mình thấy là với cái lá bài này này, mình thấy là bạn sẽ thu hút được cái người mà, cái thứ mà bạn cần phải thu hút, kể cả về mọi thứ xung quanh, công việc, tiền bạc, tài chính hay là tình yêu đi chăng nữa. Tức là bởi vì khi các bạn biết đầy đủ với bản thân, biết yêu thương, trân trọng bản thân của mình rồi, thì các bạn sẽ nâng tần số các bạn lên. Các bạn sẽ biết là à, đâu là thứ phù hợp với mình nhất, và bạn sẽ thu hút đúng được thứ đó. Ok, đó là tụ bài số 1 nhá. Chúng ta cùng đến với tụ bài số 2. Chào các bạn, đến với tụ bài số 2 nhá. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất. Cái tụ bài này thì nó cho mình cái cảm giác nó không có cái bước chuyển hóa mạnh mẽ như là tụ bài số 1. Tụ bài số 1 nó giống như là một cái gì đấy nó như là một cú đấm ý, kiểu như thế. Nhưng mà cái tụ bài số 2 này thì nó chỉ giống một cú tát thôi mọi người ạ. Ok, đối với cái tụ bài số 2 này thì mình thấy như sau này. Duyên nợ giữa bạn và họ là gì? Thì mình thấy là đầu tiên bạn và họ là một mối quan hệ short term, tức là một mối quan hệ ngắn hạn, có thể là tình một đêm nữa, có thể là đến với nhau vì lợi ích hay là gì gì đó. Nhưng mình thấy rằng là bạn cũng dành khá là nhiều tình cảm dành cho cái người này. Và mình thấy cái người này đã có cái sự lừa dối với các bạn. Đó, lừa dối này. Bạn cũng dành tình cảm với họ này, cho dù nó là mối quan hệ kiểu gì đi chăng nữa, nhưng mình thấy là nó ngắn, nó đến với nhau vì cái đam mê cực kỳ là mạnh mẽ, vì cái sự thu hút về mặt ngoại hình cực kỳ là mạnh mẽ. Khi bắt đầu các bạn gặp nhau một cái là cảm thấy như là sét đánh, điện giật, rồi là tình yêu sét đánh nó đến với các bạn, cảm tưởng như mình gặp được định mệnh của cuộc đời mình rồi. Nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy thì nó đi cũng nhanh. Và mình thấy các bạn ấy có sét thì các bạn cũng cảm thấy rất là buồn khi mà cái mối quan hệ này nó kết thúc. Nhưng mà mình cảm nhận được rằng là sau khi cái mối quan hệ này nó kết thúc ấy, mình thấy bạn cũng, hoặc là không phải là sau khi đâu, mà là khi mà bạn bị cái người này lừa dối đấy, người lừa dối đấy, hoặc là ngay cả trong mối quan hệ mình thấy giống như là nó có một cái sự khập khiễng nào đó, khập khiễng nào đó, nó không cân bằng. Giống như là mình thấy dường như bạn là một cái người tự ti với cái mối quan hệ này, tức là bạn cảm thấy bạn không bằng họ. Bạn cứ luôn cố gắng để trở lên xứng đáng với họ, kiểu như thế. Cho nên lâu dần ấy, chính bạn cảm thấy mệt mỏi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đôi khi bạn bị đánh mất mình để so phù hợp với cái người này. Mình lấy ví dụ họ là một người ngoại hình rất là đẹp đi, họ chú trọng đến cách ăn mặc rồi là trau chuốt các thứ. Còn đâu về phía bạn thì bạn chỉ mặc những thứ khiến bạn cảm thấy thoải mái thôi. Nhưng khi bắt đầu bạn đến với họ, bắt đầu bạn phải chạy đua với mọi thứ, bắt đầu phải thay đổi bản thân của mình, nhiều khi bạn không nhận ra chính bản thân của mình nữa, chỉ để kiểu đi với họ bạn cảm thấy xứng đôi vừa lứa hơn, hoặc là bạn cảm thấy tự tin hơn về mặt ngoại hình. Nhưng cái sự tự ti bên trong bạn ấy thì nó vẫn luôn ở đó. Chỉ đơn giản không phải là bạn không xứng với họ, hay là bạn thấp hơn họ, hay là bạn kiểu không cao bằng họ, mà chỉ đơn giản là hai người không hợp nhau, thế thôi. Đó, hai người không cùng tầng mây, kiểu như thế. Đôi khi thì trái dấu lại hút nhau mà các bạn. Hai người khác biệt thì hai người lại bị thu hút bởi nhau. Thì nhưng mà mình thấy ở đây đã có một cái sự lừa dối nào đó diễn ra. Đó có thể là một cái đỉnh điểm của cái câu chuyện này. Tức là bạn có thể đi bên cạnh họ, bạn có thể cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn về cái mặt bên ngoài nha. Còn cái bên trong thì mình thấy là bạn vẫn bị thiếu hụt. Thế nhưng mà có thể là cái giới hạn, người này đã chạm đến cái giới hạn cuối cùng của các bạn, đó chính là sự lừa dối. Người này có thể đã lừa dối bạn.
bạn càng thấu hiểu chia sẻ với họ bao nhiêu thì người này càng vô tâm vô tính và kiểu giống như là làm tổn thương bạn bấy nhiêu. Thì mình thấy đến cuối cùng bạn quyết định bước ra khỏi cái mối quan hệ này. Tuy nhiên bạn đem trong mình một cái nỗi tổn thương. Mình thấy đôi khi cái mối quan hệ này nó còn chưa được gọi thành tên. Nó có thể là một mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ kiểu đôi ta trên tình bạn ở dưới tình yêu, mà hai người đến với nhau nó không xác định một cái gì cả. Cái người kia họ cũng không xác định với bạn. Nhưng mà mình thấy có thể bạn là một người rất là một lòng một dạ với cái người này. Đó. Tuy nhiên thì mình thấy đây đó chính là sau cái mối quan hệ này bạn càng cảm thấy bị tổn thương hơn. Các bạn càng cảm thấy như là mình yếu kém hơn và thu mình vào bên trong nhiều hơn. Đó. Thì mình thấy rằng là bạn hãy chấp nhận rằng đây là một bài học thôi. Họ chính là một bài học đến với bạn. Bài học về cái việc đấy là biết bản thân mình là ai, mình cần gì, muốn gì, giá trị của mình ở đâu. Giá trị của mình không nằm ở những bộ cánh đắt tiền, không nằm ở cái vẻ bề ngoài để cố gắng hòa hợp với người khác, mà nó đến từ cái sự tự tin trong chính bản thân của các bạn. Đây là bạn được sinh ra với một cái sự đặc biệt đây này. Đó, giống như bố mẹ bạn coi bạn giống như là công chúa ấy, công chúa hoàng tử ấy, yêu thương chăm lo cho bạn ấy. Thế nhưng mà bạn lại bị người khác hành hạ, coi bạn rất là tồi tệ, kiểu như thế, đối xử với bạn rất là tệ. Thì bạn cũng chấp nhận cái điều đó à? Đó, thì mình thấy là đây một cái bài học mà các bạn cần phải đặt ra. Đó chính là thứ nhất là các bạn phải biết trân trọng cái sự đặc biệt của chính bản thân của mình. Có thể bạn có những cái gì đấy nó rất là kỳ dị, ví dụ như thế, bạn thích một quần dài, bạn thích một quần đùi kiểu như thế. Bạn thích mặc quần, bạn không thích mặc váy kiểu như thế. Hay là bạn thích một cái gì đó nó khác biệt. Ô, đấy vẫn là quyền của bạn, đấy là màu sắc của bạn. Chả việc gì mà bạn phải thay đổi vì người khác, là họ thích bạn mặc váy thì bạn phải mặc váy cả, đúng không? Nếu như bạn gặp được đúng người, một người thực sự phù hợp ấy, bạn mặc váy hay mặc quần hay là mặc gì đấy thì họ không quan tâm đâu. Họ vẫn cứ yêu cái nét đặc trưng của bạn, cái nét kỳ dị đó của các bạn. Nên người ta bảo là một khi đã yêu thì kể cả có hành động dở ương ương chăng nữa thì người ta vẫn cảm thấy đáng yêu cơ mà. Đó, cho nên mình thấy là cái lỗi ở đây nó không nằm hoàn toàn từ bạn đâu. Bạn cũng có lỗi từ cái việc đấy, là bởi vì bạn có vấn đề. Cho nên khi cái người này họ đến với bạn, họ đối xử với bạn như thế thì bạn vẫn chấp nhận. Đó. Nhưng mà mình thấy là nếu như chúng ta nhìn rộng ra, chúng ta không nói là lỗi của ai, thì cái người này họ đến chỉ để thức tỉnh bạn thôi. Thức tỉnh ở đây nó ở một cái khía cạnh nhỏ hơn so với tụ bài số 2 nhá. Tức là sao, nó trigger, gọi là trigger mới đúng. Xin lỗi mình gọi là trigger nhá. Tức là nó kích thích, nó kích hoạt một cái vấn đề nào đó bên trong bạn. Đó là cái sự tự tin. Và mình thấy là sau cái sự kiện này, mình thấy là các bạn rất là khó để có thể mở lòng một lần nữa. Các bạn thu mình vào bên trong, các bạn sợ hãi rất là nhiều, các bạn sợ bị tổn thương ấy. Thì mình thấy là cái lời khuyên cho các bạn đấy là bạn là một người rất là tuyệt vời, bạn có sức mạnh bên trong và các bạn hoàn toàn phát huy được cái điều tuyệt vời đó bên trong bạn. Cho nên là mình thấy thời điểm này là cái thời điểm để các bạn giống như là tái tạo lại cái nguồn năng lượng của các bạn, surrender, chấp nhận mọi thứ diễn ra theo cách nó cần phải diễn ra. Đôi khi chúng ta không có được thứ chúng ta muốn, có nghĩa là có điều gì đó tốt hơn đang chờ chúng ta phía trước. Chỉ cần bạn giữ niềm tin rằng bạn thực sự xứng đáng với cái thứ tốt đẹp hơn ý, bạn sẽ gặp nó. Nhưng mình thấy ở đây bạn từ chối rất là nhiều thứ. Ở đây các bạn nói là journey, tức là journey giống như là có hành trình mới chờ các bạn phía trước, nhưng các bạn đang từ chối bước đi. Đó, các bạn đang từ chối bước đi, không dám bước đi. Và mình thấy giống như là các bạn đang mất kết nối với cái bên trong của mình. Bạn đang đánh đồng giống như là bây giờ bạn đang bị mất phương hướng ấy. Giống như đúng y như là mất phương hướng ấy. Có thể cái người này họ nói gì với bạn ở thời điểm lúc trước ấy. Bây giờ bạn nhớ lại và bạn cứ kiểu ám ảnh ấy. Giống như họ đổ lỗi cho bạn, họ đổ tội cho bạn là tại vì em hay tại vì anh như thế này mà em mới như thế, kiểu như thế. Giống như là tại vì em không xinh đẹp hay là anh không đẹp trai hay là anh không gì đấy cho nên là em mới đi với người khác, kiểu như thế. Và bắt đầu bạn tự quay về trách bản thân mình là ô, có thật là mình như thế hay không? Đó, có thật là mình như vậy hay không? Nói chung là mình thấy có một cái sự khập khiễng trong cái mối quan hệ này. Một người chạy theo một người. Thật ra nó đến từ cái việc đấy là có thể là về phía bạn ấy. Bạn đang không tự tin, bạn đang không cảm thấy đủ với bản thân thôi. Thêm vào đó nữa đây, boundary này, thì mình thấy là bạn cần phải có một cái giới hạn mạnh mẽ nhá. Thứ hai nữa, đấy là mình thấy bạn là một người nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng cảm xúc, tình cảm từ người khác, và bạn cũng rất là dễ bị người khác thao túng. Đó. Mình thấy đôi khi bạn vẫn còn theo dõi cái trang cá nhân của họ đấy, vẫn còn xem xét về họ là người như thế nào đấy. Mặc dù là họ lừa dối bạn, nhưng mà bạn vẫn có một cái gì đó hướng về phía họ. Bạn giống như là
khi mà mình không có được cái thứ mà mình muốn ấy, thì giống như là các bạn luôn cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy kiểu dằn vặt ấy, tại sao ấy, đặt câu hỏi như thế. Nên cái việc thời điểm hiện tại, việc cần làm thì chính là quay về với bản thân của mình nhá, chứ không phải là quan tâm gì đến cuộc sống của cái người này nữa. Hãy học cái bài học thông qua cái câu chuyện này, nó là cái gì như mình nói đó. Đó là bởi vì các bạn đang không trân trọng bản thân của bạn. Các bạn không biết được là các bạn tuyệt vời đến mức độ như thế nào đâu. Có thể bạn bị người khác, bị cái người này thao túng rất là nhiều. Tức là họ luôn tìm cách đổ tội cho bạn. Và bạn bị đổ tội nhiều quá, cuối cùng thành kiểu như là bị ám thị ấy. Và cứ tưởng là mình có tội thật, cứ tưởng là tại mình hết thật. Mặc dù là cái người này họ say lè lè ra kiểu như vậy. Thì mình thấy đây là thời điểm sắp tới, có thể là bạn sẽ gặp được những cái người hỗ trợ bạn, giúp đỡ bạn trên cái hành trình này. Mình cảm thấy có thể bạn là một người rất là lụy tình. Mình cảm thấy điều đấy. Bạn có thể bạn khi mà bạn yêu cái người này thì bạn yêu lắm, hoặc là bạn cho họ nhiều thứ lắm, bạn kiểu hết ruột gan đi, đôi khi mà bạn không còn muốn nhận lại luôn ý, chỉ cần họ ban phát một chút tình yêu gì đó với bạn thôi. Nhưng mà mình thấy là bởi vì bạn không có cái giới hạn với chính bản thân, cho nên là bạn mới bị như vậy đấy. Nên là phải biết có giới hạn nha. À, mình thấy đôi khi bạn chống lại cái việc đấy là phải xuôi dòng, phải buông bỏ cái mối quan hệ này. Ở đây các bạn có một cái câu hỏi là cuộc sống là những cái giống như là những cái series, những cái chuỗi, những cái chu kỳ kiểu thế. Và khi mọi thứ nó thay đổi thì nó giống như là một cái điều tất yếu, nó cần phải diễn ra. Sẽ không có ích gì nếu như chúng ta cố gắng chống lại cái sự thay đổi đó. Nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Cho nên cái việc các bạn cần làm đấy chính là hãy go with the flow. Tức là nó cũng giống như surrender thôi. Tức là hãy để mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Và bạn sẽ ngạc nhiên với những thứ nó đang đợi bạn ở phía cuối dòng. Bạn thực sự rất là tuyệt vời đấy, nhưng mà bạn đang không nhận ra điều đó. Bạn đang để người khác kiểu đối xử với các bạn quá tệ đấy. Đó là tụ bài số 2. Và thêm một thông điệp nữa mình thấy đây, đó chính là go slow take time. Tức là hãy kiên nhẫn với cái con đường, với hành trình các bạn đang đi. Không phải ngày 1, ngày 2 mà bạn sẽ có thể vượt qua được ngay. Nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ làm được. Các bạn đến với tụ bài số 3 nhá. Cuối cùng thì có một cốt truyện khác bây giờ. Tụ bài số 3 ở đây thì mình thấy nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Với cái câu hỏi đó là duyên nợ giữa bạn và họ là gì, thì hãy đón nhận thông điệp này một cách thật là cởi mở nhất nha. Ok, với cái tụ bài số 3 này thì mình thấy như sau này. Mình khẳng định luôn cái mối duyên nợ giữa cái tụ bài số 3 ở đây, đó chính là một mối duyên nợ. Có thể là các bạn sẽ đi đến một cái kết hôn gì đó với nhau. Ở đây các bạn có engagement ring, có true love. Và mình lấy có phải rút thêm một lá nữa thì nó ra luôn union. Thế mình kiểu giống là lúc trước thì mình chưa rõ ràng nó là cái gì. Mình biết nó là cái gì rồi, nhưng mà mình cần thêm cái sự khẳng định thì mình đã rút thêm ra ngay cái lá union đây. Thì mình thấy là giữa hai người sẽ là một cái kết nối kiểu cam kết với nhau, giống như là kết hôn ý, có một cái sự cam kết với nhau rất là chặt chẽ, như là kết hôn, trở thành vợ chồng, trở thành một cái đối tác với nhau đấy. Đó thì mình thấy ở đây là trước khi để mà hai người đi đến một cái cam kết gì đó với nhau, mình thấy là hai người cũng phải trải qua một giai đoạn thử thách khá là mạnh mẽ. Có thể là một trong hai người bị cám dỗ về một điều gì đó và cũng có đi lạc lối, cũng đi lầm đường một chút. Và thậm chí có đôi lúc hai người rất là ghét nhau, bạn nghĩ về họ là một cái cảm giác gì đấy rất là kinh khủng. Tuy nhiên thì sau tất cả chúng ta lại trở về với nhau. Đôi khi đó là những cái sai lầm của tuổi trẻ, đôi khi đó là những cái sai lầm trên cái con đường mà họ đi, để họ biết được rằng là đâu là thứ quan trọng nhất đối với họ, đâu là thứ tuyệt vời nhất đối với họ. Thì đôi khi có trải bài hai chiều nhá, có thể không phải là người này lầm lỡ thì bạn là người lầm lỡ đó. Thì mình thấy ở đây cũng có thể một trường hợp nữa là bị hiểu lầm nha. Bởi vì mình thấy ở đây có cái lá luân xa cổ họng này, nhưng mà nó bị ngược. Đôi khi là một cái sự thật nào đó nó không được nói ra, hai người hiểu lầm lẫn nhau, và có thể là một cái khoảng thời gian hai người đã không nói chuyện gì đấy với nhau, ngắt kết nối với nhau, hoặc thậm chí là kiểu đấy, ghen tởm lẫn nhau, khó chịu với nhau. Nhưng mà sometimes the good is hidden, đôi khi thì cái điều tốt đẹp nó bị giấu đi, nó bị ẩn giấu. Đó thì mình thấy là vào cái thời điểm đúng lúc thì có một cái sự đoàn tụ giữa hai người, có một cái sự hội ngộ giữa hai người ở đây. Và mình thấy có thể hai người gặp nhau vào lúc hai người vào lúc mà bạn đang tập trung rất là nhiều cho công việc tài chính tiền bạc của bản thân, thì cứ bắt đầu bạn gặp họ. Và lúc đó thì mình thấy là bạn cũng đã phục hồi được sau những cái
những cái sự kiện, những cái cú sốc hoặc là những cái tổn thương mà hai người có với nhau rồi. Đó, giống như là 2 năm sau, 1 năm sau hay là kiểu như thế, giống như trong phim ấy. Đấy. Thì có một cái sự kiện nào đó khiến hai người gặp lại nhau và như chưa hề có cuộc chia ly, một lần nữa hai người lại rung động bởi nhau. Thật ra hai người chưa bao giờ hết yêu nhau, chỉ là có thể là một khoảng thời gian đó hai người có một cái sự định hướng khác nhau, hoặc là lạc lối khác nhau, hoặc cụ thể, hoặc là kiểu giống như là một cái trường hợp nữa, đó chính là có thể hai người hiểu lầm nhau một vấn đề, các hai người bị kiểu bị ly gián bởi một cái đối tượng nào đó. Đó. Chứ mà và mình thấy là sau này hai người sẽ khám phá ra được thực sự cái sự thật thực sự đằng sau cái sự hiểu lầm này giữa hai người. Mình thấy là các bạn sẽ khám phá ra một điều gì đó. Và đến cuối cùng mình thấy rằng là cái mối quan hệ nó có một cái kết rất là tuyệt vời. Fun time này thì mình thấy là hai người giống như là rất là vui vẻ khi mà gặp lại nhau. Judgment đây cũng là lá bài nói về việc đấy là sẽ có một cái sự gì đấy nó được làm sáng tỏ. Discernment đây là khám phá, thì mình thấy là bạn phải càng đi cái con đường này thì đây điều tốt đẹp nó bị ẩn giấu đây này, trên bạn phải càng đi bạn mới càng khám phá, mới tìm được cái điều tốt đẹp đấy nó đang nằm ở đâu. Nó có thể, mình nghĩ rất là nhiều khả năng là các bạn bị hiểu lầm, bị hiểu lầm một cái gì đó khiến cho cái mối quan hệ này nó phải ngừng lại. Thế nhưng mà đến cuối cùng đi một vòng lớn thì lại cũng lại gặp nhau thôi, người yêu nhau cũng quay về với nhau, người thực sự dành cho nhau thì sẽ quay về với nhau, kiểu như thế. Và mình nói cái tụ bài này không phải là để các bạn đang chờ đợi một ai đó là hy vọng người đó sẽ quay trở lại nhá. Đừng cố gắng gán ghép vào cái tình huống của bản thân. Đây nó chỉ đến là một cái sự hiểu lầm nào đó thôi. Mình nghĩ là không nhiều các bạn sẽ đúng với cái tụ bài này, nhưng mà cho nên là hãy đón nhận nó một cách cởi mở. Nhưng đến cuối cùng mình thấy có một cái sự thành công, phát triển, mỹ mãn đối với cái tụ bài này. Nó là một cái union, một cái commitment, một sự cam kết ở đây. Có thể là sẽ kết hôn với nhau, sẽ đính hôn với nhau. Nên cái mối duyên nợ này là mối duyên nợ kiểu vợ chồng với nhau này, true love, tình yêu đích thực này. Và có thể là các bạn kiểu không thể ngờ được tại sao nó magic vậy, nó kiểu miracle, kiểu phép màu như vậy, kỳ lạ đến như vậy. Đó. Tưởng rằng là mãi mãi mất nhau, nhưng rồi cuối cùng thì một lần nữa good fortune, kiểu số phận đưa đẩy hai người trở về với nhau, gặp lại nhau. Wow. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Thế là hai người quay lại với nhau ấy. Thì có rất là nhiều cái sự ngọt ngào ở đây, giống như là được quay lại cái thời điểm ban đầu ấy. Nhưng mà mình thấy là hai người có thể sẽ gặp nhau trong công việc nha, gặp lại nhau trong công việc, hoặc là vào cái lúc mà hai người cực kỳ chú ý đến cái công việc tài chính tiền bạc của cả hai. Nhưng mà mình thấy rằng là hai người đã trở thành hai phiên bản khác so với trước đây rồi. Và bởi vì cái hiểu lầm đó, nó là một cái hiểu lầm gì đấy mà nó được làm sáng tỏ, cho nên là cái mối quan hệ này mới có cơ hội để bắt đầu lại. Và mình thấy là đừng cố gắng kiểm soát điều gì cả, hãy để cho mọi thứ nó được diễn ra một cách tự nhiên nhé. Nếu như bạn thực sự còn tình cảm với họ, bạn cảm thấy người này vẫn còn xứng đáng với cái tình yêu mà bạn trao đi, đó, thì bạn có thể là bắt đầu lại, không có vấn đề gì hết. Khả năng cao là lại khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt em đã trao nụ cười. Tụ bài số 3, thông điệp dành cho tụ bài số 3. Mình không biết bạn đã đang ở đâu trên hành trình này, nhưng mà cho dù là bạn ở đâu chăng nữa, bạn có quay lại với họ hay chưa quay lại với họ, thì cũng đừng quá chú tâm đến cái kết quả của mối quan hệ này. Hãy phát triển bản thân mình trên hành trình. Cuối cùng thì cái gì là của bạn thì nó cũng sẽ, nó sẽ được đưa lại mà thôi, kiểu như thế. Rồi, thông điệp nhá. Thông điệp tiếp là thông điệp dành cho tụ, giống như là kiểu để gió cuốn đi, giao phó mọi thứ cho số phận ấy. Thế. Đừng cố gắng kiểm soát cái gì cả. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Mình thấy là khả năng rất là cao mà hiểu lầm mà không nói ra được. Bị hiểu lầm không nói ra được, không give yourself the best. Speak with love. Úi giời. Mình thấy là cái thời điểm đấy mà hai người rời xa nhau ấy, nó cũng là hợp lý thôi. Để hai người đi những cái hướng khác nhau, phát triển những cái bước khác nhau, để sống một cái cuộc sống không có nhau.
để trải nghiệm những thứ mà hai người cần phải trải nghiệm đã. Và khi mà đồ đủ rồi thì lúc đấy thì có một cái sự gắn kết trở lại, có một cái sự hội ngộ trở lại. Mình thấy là thật ra khi hai người quay trở lại, hai người phải làm rõ được những cái vấn đề khúc mắc trước đây này, là cái thứ nhất này. Thứ hai nữa đấy là các bạn phải bỏ đi được những thứ tiêu cực trước đây mà hai người đã có với nhau để có thể bắt đầu lại cái mối quan hệ này. Và hơn hết, đừng vì trải bài này mà quay lại với ai đó. Hãy biết đâu là điều tốt đẹp nhất để dành cho chính bản thân của mình ấy. Thông điệp tiếp nha. Nơi chính yêu em dành chọn cho anh các trái tim. Một ngày anh nói rất nhớ anh đã khiến cho anh hàng đêm thao thức thông điệp để cho tụi xuống. Chúng đôi nhà thờ chuông reo vang là một kết thúc. Wow, không có lắm bạn này. Sâu thẳm trong trái tim của bạn thì bạn thực sự biết câu trả lời và cái cảm giác đó bên trong bạn nó là chính xác. Oh, tụ này. Tụ bài số. Hai người sẽ yêu lại từ đầu thôi, romance này. Nói chung là kiểu gặp lại nhau. Với một số trường hợp đây có thể là một mối quan hệ khá là đặc biệt, twin flame nào đó. Giữa hai người có rất là nhiều đam mê dành cho nhau. Nói chung là không phải tự nhiên mà hai người quay lại đâu nhá, mà là sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi, phát triển ở mỗi bên. Sau đó thì khi sự thật nó được làm rõ thì nó mới có cái sự kết nối trở lại ở đây. Một lá nữa đi, mình ham rút quá. Nốt lá này. Số 3. Thông điệp dành cho tụ bài số 3. Hãy lạc quan lên. Lạc quan lên. Kiên nhẫn. Và mình thấy là có rất là nhiều cái quyết định quan trọng sẽ được đưa ra trong cái thời điểm tiếp theo nhá. Đó là các bạn chọn tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.